Chào mừng các em đã quay trở lại tiết học ngày hôm nay. Trong chương trình ngữ văn lớp 7, các em đã được học một số bài ca dao về tình cảm gia đình và tình yêu quê hương đất nước con người. Hôm nay, cô trò ta sẽ cùng tìm hiểu một số bài ca dao dân ca khác cùng chủ đề này. Chủ đề ca dao dân ca: những câu hát về tình cảm gia đình và tình yêu quê hương đất nước con người. Trước hết, cô trò chúng ta cùng nhắc lại khái niệm ca dao dân ca. Ca dao dân ca là tên gọi chung của các thể loại trữ tình dân gian kết hợp lời và nhạc diễn tả đời sống tình cảm của con người. Riêng ca dao là lời thơ của dân ca và các bài thơ dân gian mang phong cách thơ dân gian. Còn dân ca là những sáng tác dân gian kết hợp lời và nhạc điệu. Chúng ta có một số làn điệu dân ca. Ví dụ như dân ca quan họ, ca trù, hát ru, ca Huế, hò Huế hay dân ca Nam Bộ. Cô xin giới thiệu với các em một số cuốn sách về ca dao dân ca tục ngữ Việt Nam. Các em có thể tìm đọc những cuốn sách này ở thư viện trường mình hoặc những nhà sách. Những cuốn sách này sẽ bồi dưỡng cho các em những tình cảm cao đẹp và những kinh nghiệm sống cần thiết. Đó sẽ là những hành trang giúp các em bước vào đời. Trước hết, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu những câu ca dao dân ca, những câu hát về tình cảm gia đình. Các em à, từ xưa đến nay, những câu hát ru ngọt ngào theo năm tháng cứ đọng lại mãi, nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Trong đó, những câu hát về tình cảm gia đình luôn giữ một vị trí quan trọng. Gia đình là cái nơi đầu tiên để trẻ thơ học hỏi và cũng là nơi cuối cùng con người ta muốn trở về sau biết bao nhiêu mệt mỏi, u phiền ngoài xã hội. Tình cảm giữa ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu là thứ tình cảm huyết thống thiêng liêng nhất, nâng đỡ tâm hồn con người để mỗi chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn. Tình cảm cha mẹ dành cho con cái luôn là những tình cảm đẹp nhất trong trái tim của mỗi con người. Nuôi con mẹ héo vóc hình, càn bầu sữa ngọt mà tình không vơi. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ chữ thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Các câu ca dao đã ca ngợi công lao to lớn của cha mẹ. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, bởi công lao cha mẹ chăm nuôi con vất vả nhiều bề. Chính chủ củ lao mà con phải nhớ là một cách thể hiện tấm lòng thành kính, mến yêu cha mẹ của con cái. Không chỉ vậy, làm con phải hiếu thảo với cha mẹ bằng chính những hành động cụ thể của mình, phải chăm lo báo hiếu với cha mẹ của mình, đó mới là tấm lòng hiếu thảo của đạo làm con. Ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cơ mang. Một số câu ca dao khác cùng chủ đề này: nhà em có vài cà đầy, có ao rau muống có đầy chung tương. Dù không mỹ vị cao lương, trên thờ cha mẹ dưới nhường anh em. Một nhà vui vẻ êm đềm, đói no tùy cảnh không luồn lười ai.
Hay ba năm bú mớm con thơ, kể công cha mẹ biết cơ ngần nào, dài rằng chín chữ củ lao, bể sâu không ví, trời cao không bờ. Anh ơi em bảo anh này, công cha nghĩa mẹ cao dài chớ quên. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh dài mẹ thức cả năm canh. Một số hình ảnh đẹp về công cha nghĩa mẹ, nó đã trở thành những tuyệt tác trong tranh. Hai được khắc trên đá. Về chủ đề này thì những câu ca dao về tình cảm anh em cũng là những tình cảm gần gũi, quen thuộc, thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Anh em như thể chân tay, rất lành đùm bọc, vợ hay đỡ đần, khôn ngoan đối đáp người ngoài, và cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Chị em như chuối nhiều tàu, tấm lành che tấm rách, đừng nói nhau nặng lời. Đắng cay vẫn thể ruột già, dù xa xa lắm vẫn là anh em. Trong một gia đình, anh chị em là những người ruột thịt, gần gũi nhau. Sự hòa thuận, yêu thương, đùm bọc giữa những con người trong gia đình là niềm vui, niềm hạnh phúc của cha mẹ. Đó chính là yếu tố giúp cho gia đình hòa thuận hạnh phúc. Ai ơi giữ trí cho bền, dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai, xin đừng làm nói đơn sai, tin mình đừng sợ những lời gièm pha. Anh em một họ một nhà, thương nhau chân thật đường xa cũng gần. Hay một số câu ca dao khác, anh em trên kính dưới nhường, là nhà có phúc mọi đường yên vui. Anh em một khí huyết dây, cũng như người có chân tay khác gì. Ai ơi lấy đấy mà suy, có câu đường lệ trong thi để truyền. Một số hình ảnh đẹp về tình cảm anh em thân thiết gần gũi. Khi em khóc anh phải dỗ dành, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn. Những bài ca dao dân ca, bao đời nay vẫn chạy mãi những khúc hát thiết tha ngọt ngào, người ca về tình cảm thiêng liêng trong gia đình, bằng nghệ thuật so sánh, ngôn ngữ, hình ảnh giản dị và những âm điệu nhẹ nhàng êm ái như những lời ru. Mỗi câu ca đã để lại trong lòng người tình cảm sâu lắng, những bài học chan chứa nghĩa tình, giàu tính nhân văn. Các em thân mến, chúng ta đang sống trong một gia đình hòa thuận hạnh phúc. Các em phải biết giữ gìn, vun đắp cho tình cảm ấy. Đó chính là tấm lòng mến yêu, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, yêu thương đùm bọc anh em của mình. Cô trò chúng ta cùng chuyển qua tìm hiểu một số câu ca dao về tình yêu quê hương đất nước con người. Trước hết, cô mời các em nghe giai điệu của một bài hát Việt Nam quê hương tôi. Vượt sóng ra ngoài khơi trong.
Những giai điệu và các hình ảnh của bài hát đã chạm vào đáy lòng của chúng ta đúng không các em? Nó đã đánh thức tâm hồn để rồi khiến chúng ta thêm mến yêu và tự hào về quê hương đất nước Việt Nam. Chúng ta có một số câu ca dao ngoài những câu ca dao mà các em đã được học trong sách giáo khoa. Em đố anh, sông nào là sông sâu nhất, núi nào là núi cao nhất nước ta? Anh mà giảng được cho ra, thì em kết nghĩa giao hòa cùng anh. Em hỏi thì anh xin trả lời, sâu nhất là sông Bạch Đằng, ba lần giặc đến, ba lần giặc tan. Cao nhất là núi Lam Sơn, có ông lơ lời trăm ngàn bước ra. Anh đã giảng được cho ra, em mau kết nghĩa giao hòa cùng anh. Đây là một thể loại đối đáp thường gặp trong các ca dao trữ tình, giao duyên cổ truyền Việt Nam. Có lời hỏi của bên nam hoặc bên nữ và lời đáp của bên nữ hoặc bên nam xoay quanh một chủ đề về một sản vật hoặc về cảnh đẹp của quê hương đất nước. Mối quan hệ giữa người hỏi và người đáp có khi xa lạ, nhưng cũng có khi quen. Nhưng cả hai đều rất là lịch sự, tế nhị, duyên dáng và đều thông minh khi hỏi cũng như khi trả lời. Trong bài ca dao này, chàng trai và cô gái đã dùng những đĩa danh để hỏi đáp. Vì đây là thể loại hát đố, một hình thức để thử tài nhau. Các đĩa danh trong bài đều là những đĩa danh có lịch sử văn hóa nổi bật. Sông Bạch Đằng nổi tiếng với ba chiến công của dân tộc. Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược Nam Hán vào năm 938. Hoàng đế Lê Đại Hành phá tan quân Tống xâm lược năm 981. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chiến thắng quân xâm lược Mông Nguyên năm 1288. Núi Lam Sơn, ngọn núi gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi quân Minh xâm lược. Qua đây, chúng ta càng thêm tự hào về quê hương dân tộc, về những chiến công hiển hách, ý chí quyết tâm chống giặc bảo vệ tổ quốc. Tiếp nối truyền thống của cha ông thì các em cần phải chăm ngoan, học tập thật tốt, đem hết sức lực của mình để mai sau xây dựng đất nước. Các em thân mến, miền đất nào cũng lưu truyền một số câu ca dao, dân ca, tục ngữ, đó là những sáng tác dân gian, giàu tính trữ tình, là những bài thơ dân dã, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, làng xóm, ca ngợi con người và bộc lộ những suy nghĩ tình cảm của con người trước các vấn đề xã hội. Ngoài những đặc điểm chung về thể loại, những câu ca dao góp phần thể hiện một số nét riêng của vùng đất và con người nơi đó. Những vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh non nước mây trời, những truyền thống văn hóa đặc sắc, đời sống sinh hoạt của con người được tóm gọn trong những câu ca dao. Là một vùng đất nổi tiếng của miền Bắc, nơi ghi dấu chiến tích lịch sử lẫy lừng của dân tộc. Long Thành bao quạt nắng mưa, cửa ô quan trưởng bây giờ còn đây. Đây là cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa còn tồn tại đến ngày nay, mang nhiều dấu ấn lịch sử của kinh thành. Tên gọi ô quan trưởng là để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của một viên quan trưởng đã cùng 100 binh lính nhà Nguyễn quyết tâm chiến đấu chống quân Pháp khi chúng tấn công Hà Nội. Bỏ con bỏ cháu không bỏ mồng 6 tháng giêng. Mồng 6 tháng giêng là ngày hồi Cổ Loa, hồi đền Sóc. Cổ Loa là di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội, là một vùng thành trì lớn nhất mang dấu tích về vật chất, về kiến trúc quân sự và thành cổ. Tuy phải làm chứng cho một câu chuyện buồn về sự mất cảnh giác để nước rơi vào tay giặc, song thành Cổ Loa luôn mãi là niềm tự hào của dân tộc về lịch sử chống giặc ngoại xâm. Hàng năm vào ngày 6 tháng giêng âm lịch, nhân dân Cổ Loa và khách du lịch trên khắp mọi miền tổ quốc
lại về dâng hương tưởng niệm vua An Dương Vương và tổ chức tổng thể lễ hội đền Cổ Loa. Đền Sóc. Lễ hội đền Sóc nhằm tưởng nhớ và ca ngợi người anh hùng thánh gióng có công đánh đuổi giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước. Chẳng thơm cũng thị hoa nhài, dẫu cha thanh lịch cũng người Tràng An. Hà Nội là chốn hội tụ tinh hoa đất nước, không chỉ hội tụ mảnh đất trái tim tổ quốc này, còn sàng lọc kết tinh những hương hoa trăm miền để tạo nên bản sắc thanh lịch tiêu biểu cho mình, cho dân tộc mình, để rồi lại tỏa sáng ra trăm miền đất nước. Hình ảnh thanh lịch đã trở thành truyền thống của người Hà Nội, một phần sáng của tâm thức Việt Nam. Chúng ta có một số câu ca dao khác. Đống đa ghi để lại đây, bên kia thánh miếu, bên này bậc an. Hà Nội băng sáu phố phường, hàng rào, hàng đường, hàng muối trắng tinh. Từ ngày ta phải lòng mình, bác mẹ đi rừng đó mấy mươi phen. Thăng Long Hà Nội đô thành, nước non ai vẽ nên tranh hòa đồ. Cố đô rồi lại tân đô, nghìn năm văn vật bây giờ vẫn đây. Cô trò chúng ta cùng đi du lịch vào một vùng đất của miền Trung, đó là xứ Huế thơ mộng. Đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh hòa đồ. Cảnh trí xứ Huế trong bài ca dao đã phác họa ra trước mắt người đọc một bức tranh xứ Huế thơ mộng. Bức tranh đó có non xanh nước biếc là những màu sắc khá nên thơ, khoáng đạt, tươi tắn và giàu sức sống. Cảnh ấy đẹp như trong tranh vẽ. Bức tranh xứ Huế như thế vừa khoáng đạt lại vừa gần gũi, quây quần. Bài ca dao sử dụng bút pháp gợi nhiều hơn tả, dùng nghệ thuật so sánh kết hợp đã vẽ nên những đường nét màu sắc sinh động của con đường vào xứ Huế, qua đó thể hiện tình yêu, lòng tự hào với cảnh đẹp xứ Huế. Một số câu ca dao khác cũng nói về vùng đất này. Ngò môn năm cửa chín lầu, cột cờ ba bậc, phu văn lâu hai tầng. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thò xương. Ai về cầu ngói thanh toàn, cho em về với một đoàn cho vui. Núi Ngự Bình trước tròn sau méo, sông An Cửu nắng đục mưa trong. Dẫu ai ăn ở hai lòng, em đây vẫn một dạ thủy chung với chàng. Hồ Tình Tâm nhiều sen bách hợp, đất hương cần quýt ngọt cam thơm. Kinh thành gái lực trai thanh, lại thêm hương thủy Ngự Bình điểm tô. Con người ngoài Bắc mới vô, mừng nay được thấy đế đô một lần. Đi mô cũng nhớ quê mình, nhớ hương sang gió mát, nhớ Ngự Bình trăng thanh. Chúng ta cùng đến với những hình ảnh của vùng đất Nam Bộ, vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Vùng đất Nam Bộ trước khi có sự khai phá của những lưu dân đến từ miền Trung và một ít cư dân người Bắc, thì vùng đất này chỉ là một vùng rừng rậm hoang vu, thú dữ tràn đầy, tứ bề hư quạnh. Tính cách của con người Nam Bộ được thể hiện trong ca dao dân ca. Tới đây xứ sở là lùng, chim kêu cũng sợ, cả vùng cũng ghê. Cà Mau khỉ khọt trên bưng, dưới sông xấu lội trên rừng cọp ung. Trèo ghe sờ xấu cắn chân, xuống sông sờ địa, lên rừng sờ ma. Người dân nơi đây họ lo sợ trước cảnh tường là lùng, chẳng bao lâu họ lại lo sợ đến thú rừng, nào là cọp ung, xấu lội địa đeo. Họ sợ đến thiên nhiên vô cùng bí ẩn của những buổi đầu khai phá.
Dẫn mình vô trốn trông gai, từ lưng cổng bàn ra ngoài thoát thân, lao sao sống bụa dưới lùm, thò tay vết bàn chết chìm cùng ưng. Khi hữu sự, hành hiệp trường nghĩ, thậm chí họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để làm tròn đạo nghĩa. Trời sinh cây cứng lá dai, gió lay mặc gió, chiều ai không chiều. Nổi bật trong tính cách của người Nam Bộ mà người ta nhắc đến, đó là tính hiên ngang, đó chính là nghĩa khí, chí hiên ngang của người dân Nam Bộ. Những sản vật nổi tiếng của người dân Nam Bộ, đó chính là sen, là những cánh đồng lúa bát ngát mênh mông, là vùng đất trù phú, một địa bàn khá rộng và nổi tiếng giàu có về những thứ sản vật nào đó. Đồng tháp 10 cò bay thẳng cánh, nước tháp 10 lấp lánh cá tôm, hoặc Bến Tre giàu mía mỏ cày, giàu nghêu thành phố giàu xoài cái mơn, Bình Đài biển lúa sông tôm, Ba Tri ruộng muối dòng cơm lúa vàng, hay Ba Phen quả nói với diều, Củ Lao ông trưởng có nhiều cá tôm. Đến với vùng đất này, chúng ta cũng được thưởng thức những món ăn, ví dụ như món cá trê rau đắng có từ thời Nam Kỳ Lục Tịnh. Rau đắng nấu với cá trê, ai đến Lục Tịnh thì mê không về. Một món ăn khác cũng được tìm thấy trong ca dao Nam Bộ mà có lẽ chỉ những người dân có thâm niên sống ở miền Tây mới biết, đó là canh chua điên điển cá linh, ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon. Kể về những món ăn dân dã ở Nam Bộ mà quên đi món bông súng cá kho thì thật là thiếu sót vô cùng. Món ăn bông súng cá kho thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Các em à, những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người thường gợi nhiều hơn cả, hay nhắc đến tên núi, tên sông, tên vùng đất với những nét đặc sắc về hình thể, cảnh trí lịch sử văn hóa của từng địa danh. Đằng sau những câu hỏi, lời đáp, lời mời, lời nhắn nhủ và các bức tranh phong cảnh là tình yêu chân chất, tinh tế và lòng tự hào đối với con người và quê hương đất nước. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và tạm biệt các em.